Xin chào quý các bạn, trên tay mình đây là HTC Design 826W, đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi hàng gặp lỗi sự cố liên quan màn hình cảm ứng của HTC Design 826, màn hình mờ không liên nét được, màn hình chập chờn với cây lúc không, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ 024 66 75099. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất vì các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới màn hình HTC Design 826 tại di động cao cấp.vn. Mọi thắc mắc quý hàng liên quan sản phẩm dịch vụ xin vui lòng liên hệ 024 66 75099 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đã được triển khai tại di động cao cấp.vn. Để cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại HTC Design 826 hàng đầu Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị các bạn.